Thôi tôi cũng cảm ơn cả nhà vì buổi họp mặt hôm nay nha không. À thì ra là mày rồi. Ôi, ba gì vậy ba? Nè, làm gì vậy? Đây là cái tác mà vợ ông Thái nhờ tao gửi tới mày. Vì cái tội dám dây dãn chồng của người khác. Cái gì vậy? Ông Thái nào tôi không biết. Ông Thái nào hết đó anh ơi, anh hiểu lầm rồi, anh nhìn nhầm người rồi đó anh ơi. Chuyện này là sao? Ông Hoàng, chuyện này là sao vậy ông Hoàng? Cái lần này chỉ là cái tác cảnh cáo thôi nghe chưa. Lần sau mà tao cào nát mặt mày nghe chưa. Những gì? Ông Hoàng, chuyện này là sao vậy ông Hoàng? Bác ơi, con không có làm chuyện đó, hiểu lầm thôi. Con không biết gì hết bác ơi. Chị, cái chuyện này xảy ra bất ngờ quá. Tôi không biết ăn nói chị làm sao đây nữa. Thiệt tình, cái lỗi này do tôi không dạy dỗ con. Nhưng ngặt nổi tôi là cha dượng nó, không dám dạy nó, sợ xóm làng dị nghị. Nên tôi để nó tự do, muốn làm sao nó làm. Ai dè nó ra đường làm chuyện đồi bại vậy. Thật tôi không biết nói gì sao nữa. Dượng, Dượng nói cái gì vậy? Con bị quan, không có làm gì hết. Trời ơi chị ơi, quan cái gì nữa. Chị là cái chức quản lý của chị á, là từ đó giờ nhờ chị ngủ với người ta chị mới có được á hả? Thảo, em nói gì vậy? Thôi đủ rồi. Tôi thấy cái buổi xem mắt này á, cái bộ không thành rồi đó. Ông anh đem đứa con gái của ông anh về dạy lại đi. Chứ tôi thấy con gái mà sống trắc nết như vậy á, không ổn đâu. Chào ông anh. Chị, đi về con. Bác ơi con không có mà. Chị. Trời ơi, bác ơi, bác bớt giận bác ơi. Tôi với mẹ tôi đang đứng ở đường số 127 nè. Đúng rồi, mấy anh tới đâu rồi? Ngay trường học á con. Ờ, tôi biết rồi. Cướp ơi, má, cướp. Cướp. Ôi, con có sao không con? Đứng lên. Dạ. Cướp của con nè. Cướp. Ba. Ngày bác mặt cướp giật. Ba có sao không ba? Ơ, trời. Có sao không ba? Trời ơi. Nó chạy một chút rồi lấy thuốc đỏ tha hết, không có gì đâu. À dạ, túi của bác nè, bác có sao không? Bác cũng không có sao hết à. Trời ơi, hên quá bữa nay gặp được con với ông anh ở đây á. Bà chị, đúng là gia đình của mình duyên cũng chưa đứt ha. Đi ra đường mà cũng còn gặp nhau, đi giúp nhau được. Dạ, đúng là trùng hợp thiệt. Bác với anh không sao là được rồi. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Mà tôi thấy sao hai chị em mà tính nết hai đứa nó khác nhau quá vậy không biết nữa à. Chị, nói nào ngay, nó là con ruột của tôi nên tôi dạy dỗ nó đàng hoàng hơn chút. Chứ tánh nó cũng tốt lắm, nó ra đường gặp chuyện bất bình là nó ra tay à. Tôi thấy con Thảo là tôi chịu rồi nha. Nè Thảo, con có bạn trai chưa? Dạ. Được không? Chịu không nè? Ông anh, tôi tính để cho hai đứa nó làm quen tìm hiểu nhau, ông anh thấy làm sao? Chị, nếu vậy được thì tốt quá rồi chị. Vậy là ổn rồi đó nha, hai đứa tự liên lạc mà tìm hiểu nhau đi. Dạ. Thôi, cảm ơn con, cảm ơn ông anh nhiều nha. Tôi có công chuyện tôi phải đi. Đi con. Ừ, con đi trước nha bác. Dạ, con chào bác. Đi khỏe nha chị. Chào anh. Trời ơi, ba có làm sao không vậy? Kêu nó giả bộ thôi mà nó ấy thiệt ghê luôn á. Thôi chạy chút xíu có sao đâu. Nè, con thấy cái chiều tình trị duyên em của ba tuyệt vời không? Nè, ba không thể cái mối ngon như vậy, con gái ruột của ba phải hưởng. Nè, nhớ chiều nó nghe. Mối này giàu ngon lắm nghe không? Biết rồi, thôi đi về nè. Chạy đi. Hết trơn rồi. Chán bà ghê á, tặng đôi bông gì đâu mà sớm quá trời. Rồi đứng đó nhìn cái gì, kéo giùm cái áo lên coi. Sao mà chị cứ đứng chị dòm hoài không biết cái gì nữa à. Rồi hôm bữa kêu á là đi bóp cái bộ đồ này lại giùm tôi đi, chị cũng quên nữa coi nè, mặt nè rộng phùng phình vậy nè, như con vậy á. Tại lu bu việc quá chị quên thôi. Nhưng mà chị thấy cũng đẹp mà. Thảo nè, mai mốt á về bển làm dâu người ta, em nhớ ý tứ cẩn thận nha. Chứ chị thấy gia đình bên đó cũng không có ổn lắm.
Không ổn là không ổn làm sao? Bữa nay tôi đám cưới nè, không ổn là giờ hủy hôn hả? Chị nói chuyện gì kỳ vậy? Tôi biết là hồi xưa mẹ mai mối chị cho nhà bên đó, nhưng mà bây giờ chị xui, chị trắc nết thì người ta không có thích chị nữa. Bây giờ anh Phúc là chồng của tôi, cho nên chị làm ơn bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Chị đâu có suy nghĩ hay là muốn tranh giành gì với em mấy cái chuyện này đâu. Với lại á, cái hôm mà coi mắt á, nếu như mà không có cái chuyện đánh ghen á, thì chị cũng đã từ chối cái mối này rồi. Thật sự á, chị chỉ muốn á, có một tình yêu đích thực, tìm hiểu quen nhau rồi yêu nhau cưới nhau đàng hoàng, chứ không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như vậy, cổ hủ lắm. Nói xong chưa? Ai vậy? Ba nè. Ba vô đi ba. Nè, mày làm ơn bớt lý sự là giùm tao không cái đi nha. Tao không nghĩ tình mẹ mẹ tao đuổi mày đi lâu rồi. Ở đó mà nhiều chuyện. À em ơi, khách tới đông đủ rồi, ra tiếp khách thôi. Bữa nay đưa ông chồng. Đẹp á. Ra ăn. Đi. Ra ba. Con đi trước đi. Mày ở đây coi ba đồ đạc đó. Trời ơi, sao con ra nông nổi này vậy Thảo? Hả? Sao vậy? Con không có làm dâu nhà đó nữa đâu. Con không muốn ở bên đó nữa. Chuyện gì? Chuyện gì? Bà đừng có đụng tay con, con đau chết luôn à. Cũng ba không á. Ba nói với con là cái nhà đó giàu có hả? Ba gà cho con qua đó làm dâu. Ba coi nè, ba nhìn đi nè, nó đánh đập con vậy á. Bây giờ muốn hả ba kêu bà Nguyệt qua làm dâu đi, chứ con không có ở nhà đó nữa đâu. Chuyện gì bình tĩnh từ từ. Con nói hết cho ba nghe coi sao như vậy. Thì cũng ba đó, ba nói là bây giờ hả nhà đó rất là tốt. Ba dàn cảnh nè, giật đồ rồi hả, dàn cảnh đánh ghen này nọ, chỉ để con làm dâu bên đó. Ba thấy không, về làm dâu không bao nhiêu mà con nó hành hạ con nè. Trời ơi, tự nhiên thấy em đẹp quá. Em đẹp đó giờ mà. Đúng là vợ của ta mà. Gì vậy mẹ? Sao tự nhiên cái... Sao mẹ vô phòng tụi con vậy? Sao tự nhiên được? Nhà mẹ mà. Mẹ muốn vô đâu mẹ vô chứ, có gì đâu hỏi. Mẹ trải khăn này làm gì mẹ? À, cái khăn này mẹ trải ra đây nè, là để mẹ thử trinh tiết của con luôn đó. Hôm nay là ngày tân hôn, động phòng đầu tiên, cho nên là mẹ chuẩn bị hết cho con rồi đó. Hai đứa muốn làm gì làm đi. Mẹ chu đáo quá. Đúng. Kiểm tra trinh tiết nữa hả? Sao cái chuyện này nó cổ hủ lắm rồi mẹ ơi. Sao? Cấm cãi. Mới làm dâu ngày đầu thôi à, học đâu ra cái mỏ chỏ chỏ lên cãi vậy hả? Thôi nè, con rửa chân cho chồng con đi, cho nó bớt nóng nha con ha. Đúng rồi. Mẹ chuẩn bị sẵn rồi đó. Rửa chân nữa hả? Nè, lại cái tay đi. Cái này đâu phải thời phong kiến đâu mà nghĩ sao kêu tôi rửa chân cho chồng. Hai mẹ con mấy người có bị gì không vậy? Này. Làm dâu nhà này là phải biết nghe lời, phải biết phục vụ chồng, biết chưa? Bây giờ rửa chân không? Rửa lẹ lẹ lên. Tôi không có làm nữa. Mệt quá, không có làm dâu gì nữa hết á. Cái nhà gì đâu mà kỳ khô quá vậy? Tôi đi về nhà ba tôi. Đứng lại đó. Đi đâu? Cái gì vậy? Một ngày làm dâu nhà này là suốt đời ở nhà này. Sống hay chết là phải ở đây. Đúng. Người ta nói á, dạy con á từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Con coi á, mình dạy vợ con đi. Mẹ yên tâm vấn đề đó. Ngày hôm nay tao chừng trị mày. Con vợ mất dạy nè. Anh ơi cái gì? Thì ra là Dượng với bé Thảo dàn cảnh để gả bé Thảo qua bển làm dâu đó hả? Ừ. Chị hả hê lắm đúng không? Tất cả những chuyện đó là ba tôi làm hết á. Tại ba tôi thấy là chị không có xứng đáng làm dâu hào môn. Mà bây giờ tại tôi xui thôi. Bây giờ tôi bị quả báo mà chị thích lắm đúng không? Con Thảo đâu rồi? Mày có về nhà ba mày không? Ba ơi. Mày gan ha. Mày dám trốn về đây hả? Theo tao về. Đi. Buông ra coi. Đã qua tới đây mà còn hùm hổ vậy đó hả? Ông gả nó cho nhà tôi rồi, bây giờ nó là con dâu của nhà tôi. Đây là chuyện của gia đình tôi, ông không được quyền xía vô, ông có biết không?
Nó là con dâu của nhà chị, nhưng là con gái của tôi. Nè, chị coi đây, gia đình chị hành hạ nó như thế này nè, tôi mà báo công an, có tội hành hạ người khác là đi tù đó. Hành hạ gì? Nó là vợ tôi, nó lì thì tôi đánh nó. Tôi là chồng nó mà, chồng dạy vợ là chuyện bình thường. Tốt nhất á, im cái miệng mình lại nha. Còn mày đi về với tao. Ê, nè nè ê, nè cái gì vậy? Muốn bắt con gái lại đúng không? Dễ mà, trả hết tiền của hồi môn, vàng dòng tiền cưới đồ đây, cộng thêm cái tiền bồi thường tổn thất danh dự của tôi đối với dòng họ tôi nữa. Gã rồi à, không có bồi thường cái gì hết. Cái gì? Ông giỡn với tôi hả? Không bồi thường thì con gái ông về nhà tôi đi. Tôi không về đâu, không về đâu. Mấy người muốn lấy lại tiền của hồi môn đúng không? Đúng. Được rồi, vậy thì nhà tôi sẽ trả. Nhưng mà tôi nói luôn cho hai người biết, nhà tôi có camera kìa, ghi lại tất cả hành vi của hai người ngày hôm nay rồi. Cái tội mà đe dọa đánh đập người khác sẽ xử bao lâu đi ta? Chắc là ngồi tù mọt gông luôn á. Chưa kể là tôi sẽ đem em tôi đi giám định thương tích, lúc đó vô tù mà lấy tiền bồi thường nha. Tự nhiên ở tù, ai làm gì đâu ở tù hả vợ Hùng? Nè con, ly dị nó đi, khỏi cần tiền bồi thường gì hết á. Đi về đi, mẹ cưới con khác cho con, ly dị quách đi cho rồi. Dạ, thôi đi về. Con, em xin lỗi chị. Em có lỗi với chị á. Đáng ra chị với người ta sắp lấy nhau rồi, tự nhiên em thích người ta cái em kêu ba em gà bẫy chị vậy. Mà nãy chị còn giúp em nữa, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em khờ quá à, có gì đâu mà xin lỗi chị. Chị còn phải cảm ơn em nữa chứ. Nếu như á mà em không gả qua bển á, thì chắc chắn cái người mà bị hành hung là chị chứ không phải là em đâu. Thôi, bây giờ mọi chuyện qua rồi, em an toàn là được rồi. Nè, đi vô trong á, chị bôi thuốc cho. Chị có cái chai thuốc sức á, bôi vết bầm hay lắm luôn á. Chứ để mặt mày như vậy á, mai mốt có thẹo xấu lắm á. Nha, không có buồn nữa. Đi, đi vô chị bôi thuốc cho.